Rồi chào anh em. Đây, tiếp tục mình lên cho anh em con chim sổng nè. Con này mình không biết là mồi sổng hay là con chim người ta nuôi sổng nha anh em. Đó, đuôi nó bắt ngoài rừng là về là mình lên lồng là cho nó vẫn y nguyên vậy luôn đó, chứ mình không có cắt đuôi cắt ung gì hết chân nha anh em ơi. Đó, hình như ảnh nó sao là mình bắt ở ngoài rừng, sao là về mình để y chang vậy. Con này thì nói chung là nó cũng rất chặn nha. Quánh nó cũng gớt lên gớt xuống nó mấy lần gì đó mới thu phục nó, mới đưa nó về đội được. Mà có cái là gặp ngay chân cái con mồi gì của ông anh á, nó cũng ngơ ngơ đi á, ngơ ngơ nó chơi kiểu sao mình cũng không hiểu, lúc chơi lúc không, lúc chơi lúc không, con mồi của ông anh chơi cũng không có nó, nói chung là nó bỏ bổi thì không ra bỏ bổi, mà nó chơi thì nó không ra chơi, mà nó càng ngơ 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 kiểu sao á. Rồi nên á, con chim nó con bổi nó căng, nhưng mà nó xuống nó ép mồi quá mà mồi không chơi, nó cũng lên xuống nó làm nó cũng mấy chập gì đó. Chứ đúng ra là con này theo mình nghĩ thì chắc nó cũng không có trận đâu, mà tại do con mồi chơi không đạt, rồi nên á con chim nó cứ nó chơi đã rồi nó chán cái nó lên rồi bắt đầu cái kéo cái đầu nó căng quá nó mới nóng, nó gớt xuống lên xuống làm cũng mấy chập. Còn con này thì mình báo sơ lược nước chơi của nó cho anh em xem. Con này thì nói chung là con này có kèm nè nha anh em ơi. Con này thì nó ở ngoài ngoài tàn của nó đó, là con này nó có kèm cũng khá chứ cũng không được dày hung, nhưng mà chim á có kèm mà về anh em vào xem đầu clip đó, nó về thì nó cũng có rước nha. Con này nó rước cũng khá. Rước cũng khá rồi nó mới gớt xuống, nó mới gớt hai ba chập, mà nó về chập nào nó cũng có rước hết nha. Hồi anh em vào xem clip thì cũng nghe chim á, trong clip nó cũng đi nó thúc, nó ra bài, có thúc ra bài. Con này thì nó nói chung là nếu mà con mồi mà chịu rù thì con này chơi rất xuất sắc, chơi tốt nha. Con này rù cứng à, mà tại vì mồi của ổng nó chơi không đạt. Đây, để mình quay sát cho anh em xem. Ui, thọt cái điện thoại vô nó sợ. Đó, đây là hình ảnh em nói nha. Bắt về, con này thì bắt về là lên lồng luôn. Bắt về mình lên lồng luôn. Bởi vì chim sổng là mình không có sợ gì, nên mình không có thuần AQ để chờ cho chế độ ăn uống gì hết, nên mình bắt về mình lên lồng thẳng luôn. Con này thì về nuôi thì chắc chắn 100% là chim sổng có nuôi rồi đó, nhưng mà không biết đó là mồi sổng hay là bổi sổng gì thì mình vấn đề đó thì mình không có rõ. Mà chim thì chắc chắn 100% là chim sổng, nên mình lên clip nó quay ngoại hình em nó cho anh em xem và tham khảo. Ưng thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để trao đổi biết thêm, để đón em nó về chăm sóc. Con này thì anh em đón về thì mình đón này, nói chung là lúc nào con này thì cũng phải khẳng định chắc chắn phần 100% là nó sẽ nhanh lên và nhanh nổi hơn bổi mới bắt bổi rừng rồi. Bởi vì chim sảy là đã có chăm rồi thì mình về mình chăm thêm thì chắc chắn thì nó sẽ nhanh hơn, đó là điều tất nhiên rồi. Còn về nước chơi của em này thì nãy giờ mình có báo sơ lược cho anh em á, nước ngoài con này là nó cũng con này nó có kèm, nhưng mà con này rất 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 mạnh nha. Nhưng mà do về vấn đề là con mồi á, chơi á, con mồi của ổng nó chơi cà lơi lơi, rồi con mồi của ông anh á chơi á, không đạt, nó con mồi nó kiểu sao á mình không hiểu, rồi nên á, con chim nó chơi cũng không, con bổi á, nó căng, nhưng mà con mồi á, chơi hoài nó chán, nó lên xuống cũng mấy lần. Cũng như bây giờ mà anh em mình mà nói mà nói giờ mà nóng cái nào mà nói là thằng nào mà nóng cái nào nóng, mà giờ mình đi quánh lộn mà mình lại mình chửi thằng kia không, mình xong vô đội đánh mà nó đứng nó im ghe mà nó gục gà rồi á, cũng đâu có nở lòng nào đâu đánh đó. Nên á, con ngồi không chơi rồi nên con bổi nó chơi cũng không có được hết tài năng nha. Chứ con này thì ngoài tàn chơi tốt và ok lắm. Rồi giờ mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của em nó. Ưng thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc trên màn hình để đón em nó về chăm sóc. Con này thì chắc chắn 100% sẽ rút gọn nhanh gọn thời gian cho anh em chăm sóc nhiều hơn nè. Đó. Rồi giờ mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi em nó nha.
Bye-bye.